Đây là kênh của em mới up những cái clip bóc mấy con XR mới này, cách phân biệt vì sao ở trong máy lại có vân tay nhá. Trong máy có vân tay, đây là con XR máy mới, hôm nay vừa hack tip xong, check lại xem đây đã giải hack tip chưa. Check lại xem đã giải hack tip chưa. Đây vừa lại check email nó chưa hack tip này. Đây email đây. Bóc một con máy mới cứng nhá. Mã M nhá, máy mới chưa hack tip nhá. Đủ bảo hành luôn nhá. Email đây. Email đây. 7376 đây. Đang có backup từ con này sang con này. Bây giờ bắt đầu dùng XR. Còn con X của em dùng này từ ngày xưa đây. Chuyên để bóc ra nhìn xem thế là nó khác biệt gì so với những cái máy bây giờ. Đây. Đó, bảo hành đến 31 tháng 4 năm 2020 đây. 31 tháng 3 năm 2020. Đó. Đấy, đủ bảo hành 1 năm nhá. Để xem dịch xem về tháng 3. Em hơi bị ngu tiếng Anh. Đó. Đó, tháng 3. Bảo hành tháng 3 năm 2020 nhé. Đây, con máy đây. Email 353 đây. Đó. 87376 đúng email nhé. Bảo hành đến 31 tháng 3 năm 2020 nhé. Mọi người muốn xem thì có thể xem ở trên cái link em đặt đây, là em đã bóc con máy mới chưa active nhé. XR vì sao bóc bây giờ đấy là tại vì sau này đấy, rất có thể đấy là em kinh doanh nhiều cái dòng XR cũ thì bóc ra để lấy cái con này làm tiêu chuẩn. Tại đây là một con máy mới, mua máy mới nhá, máy chế tiếp tiếp đủ bảo hành 12 tháng nhá. Bây giờ backup lại con này sang con này và bán lại này. Đây máy này em nọ con này vừa bóc ra để ấy, không dán ốp giấc thì con nó làm cho một vết này, hai vết này. Đây. Đó. Lưng bắt đầu bị chảy. Đúng hôm bóc ốp ra, mình dùng không biết sao đây. Bà biết nó làm nó mài xuống dưới đất, thế là xước. Đó. Còn XS Max thì em đang dùng con này, máy con này đang quay nên là con XS Max. Con XS Max này cũng là máy mới. Em cũng thích mua những con máy cũ đã qua sử dụng lắm cho nó rẻ. Nhưng bây giờ đấy là để cái nghề này bây giờ đấy là phải kiếm những con máy chưa active để làm gì, để làm cái chuẩn để sau này đấy là ví dụ như đây, những con máy bóc ra này. Thế thì mình còn biết để mình so sánh giữa con chuẩn zin của mình với con này nó có khác biệt gì nhau không. Thì mình phát hiện ra điểm zin, điểm không zin. Thì em có cái YouTube mới của em ấy, em đã up lên cái clip lên đấy rồi, mọi người thì qua để xem thử. Đấy, giữa con XR. Và cái thứ hai đấy là em chỉ cho mọi người đấy là một con máy khi bóc ra nó vẫn có vân tay. Có vân tay ở những chỗ nào. Đó, ví dụ con này, đây vân tay này. Đấy, ở chỗ cái loa này đó. Thì con XR em đã bóc rồi, nếu muốn xem thì có thể vào cái page, cái link em để ở dưới xem đó. Em đã có quay một cái clip cụ thể rồi, đây clip đi đây. Đây clip bóc đây đó. Đấy, quay cụ thể rồi thế nhá.